Kính thưa quý vị, vừa qua thì Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia đã công bố các số liệu và dự báo về ảnh hưởng đối với Việt Nam trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Theo đó, thì tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ sụt giảm khoảng 0,03% do căng thẳng thương mại. Theo đại diện Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, quan hệ thương mại giữa các nước trên thế giới đang ngày càng mật thiết theo chuỗi cung ứng toàn cầu. Độ mở của kinh tế thế giới cũng lớn, nên khi có tranh chấp thương mại giữa bất kỳ quốc gia nào đều sẽ có ảnh hưởng đến các nước còn lại, trong đó có Việt Nam. Khi cuộc chiến thương mại xảy ra, Việt Nam sẽ có được cả những thuận lợi khi tìm được các thị trường ngách, nhập khẩu được hàng hóa với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, khi tính toán nhiều yếu tố, Việt Nam sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Một trong số đó sẽ là việc giảm tốc độ tăng trưởng. Theo tính toán, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm khoảng 0,03%. Cái tốc độ tăng trưởng GDP sẽ giảm xuống, đặc biệt là trong khoảng từ nay đến năm 2023, là cái thời điểm mà khi mà cái tác động từ thương mại nó chuyển sâu hơn vào cái tác động đến các ngành sản xuất của Việt Nam, thì cái mức độ ảnh hưởng thì nó có khoảng 0,03% GDP. Thì đấy là một trong những cái tác động mà nó cũng so với một số nước như ví dụ như Singapore hoặc là một số nước như Nhật Bản và Hàn Quốc thì tác động của Việt Nam không lớn. Trong những ngày vừa qua, trên một trang tin tức có đăng tải con số Việt Nam sẽ bị thất thoát 6.000 tỷ vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được công bố bởi Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Toàn Thắng, đại diện đơn vị này cho biết không hề cung cấp và công bố con số trên. Chúng tôi không công bố cái con số 6.000 tỷ mà chúng tôi đưa ra một cái xu hướng giảm từ nay tới năm 2023 hoặc là 2027, nó mỗi năm khoảng bao nhiêu phần trăm của cái GDP của cái năm đấy. Chắc là họ tự tính thôi, bởi vì tôi cũng không hiểu là con số đấy từ đâu ra. Bởi vì trong cái bản slide chúng tôi trình bày thì chúng tôi không đưa ra con số này. Cũng theo ông Phạm Toàn Thắng, cái con số này là con số dự báo về tình hình tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc chiến có nguy cơ diễn biến căng thẳng hơn, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn. Do vậy, chính phủ và các doanh nghiệp cần có các kịch bản đối phó hợp lý.